Hướng dẫn cách làm cá kèo kho keo, cá kèo đây. Con cá kèo này khi mà mình mua về mình sẽ cho muối với lại chanh, khoảng 2 muỗng muối với lại nửa trái chanh bỏ vô trong một cái bịch luôn, cái bịch ni lông á. Rồi bắt đầu mình vắt vô, mình bóp cho nó ra hết chất nhớt, chất nhờn. Rồi bắt đầu rửa sạch rồi cắt làm đôi. Người ta bật bếp lên ta thắng màu đường trước. Cá kho phải có màu đường thì nhìn cái màu cá nó hấp dẫn hơn, ngon cơm hơn. Nồi thì nó còn hơi ướt thì giờ mình đợi nồi nó ráo nước rồi bắt đầu mình cho xíu dầu ăn với lại xíu đường cho mình thắng màu. Ráo nước rồi mình cho vô một ít dầu, ít thôi nha. Xíu thôi, khoảng 1 muỗng canh là đủ rồi. 1 muỗng. Rồi sau đó ta cho vào một ít đường. Rồi một ít đường để thắng cho nó ra màu. Lấy đũa khoáng nha. Khi mà ta thấy đường chuyển sang màu cánh gián và nó sôi lên, sôi đường lên, sôi đường và màu cánh gián nổi lên thì mới được, mới thành màu đẹp rồi. Màu đường nó sắp lên màu rồi. Đó, mà để tới sôi lên mới được nha, nó sôi lên. Sôi rồi đó, sôi, sôi lên rồi đó, rồi cho cá vào. Thường mình kho là mình sau khi mà mình nêm nếm là mình phải lấy cái muỗng mình múc cái nước kho mình nếm thử vô miệng mình thấy vừa ăn nó là vừa. Nếu mình nêm mặn là cái nước nó sẽ mặn, lạt là cái nước nó sẽ lạt, mình sẽ nêm theo cái vị nước ở trong nồi. Lắc lại xíu. Cho vào một ít nước. Khi kho mình sẽ để lửa riu riu thôi, để lửa riu riu á cho nó thấm gia vị vào cá. Thì cá kèo này thì gia vị nêm thì mình nêm thìa mắm, ít muối, một ít đường, không cần nêm một nêm.
Nêm vào một ít đường nhé. Chúng ta sẽ xắt rau răm nó thả vào. Cho mắm rồi cho xíu muối nữa đi cho nó ngon. Nó hơi nhạt. Răm đã sắc vào. Đậu lên. Rồi, bước tiếp theo. Bước tiếp theo là ta sẽ phi hành dầu với lại củ hành tím. Kiếm sắc nhỉ nha. Ta cho dầu vào. Ta cho dầu vào ta phi. Phi củ hành lên cho thơm mà ta trút vô nồi cá thì cá nó sẽ không bị tanh. Khi cho nó thơm của hành là nó trút vô nồi cá. Cá nó sẽ không bị tanh mà ăn rất ngon cơ. Hành thơm mà cho nồi cá nè. Ta trút vào nồi cá. Cá giò sẽ rất ngon nha. Đây là món cá kèo kho keo đây. Rất ngon. Rất hấp dẫn nha.